Hiên mà nắng quá à, giờ này bớt rồi chứ chưa thối rác luôn. Đúng là rẻ út hả quận ba. Bắn đâu bắn dặm hay là bắn đà đủ hết luôn rồi Bắn ta luôn rồi đó. bắn luôn rồi hả dài dài, dài dưới là 2 tấm rồi chút đưa lên 2 tấm nữa chiều nó biết cắt kịp chứ ha làm hết cho xong chứ làm là 2 ngày sao được làm xong luôn là phải xong tối đi xong hai tấm này 10 mấy mét đó à? 16, 15. Chắc là 16 mét, 15 mét, mấy 16 mét á. Thì cắt đúng 16 mét. Ba căn này Một tấm 8 mét. Nó gối đầu nó. Đúng ra rồi đó. Đúng rồi. Giờ cho nó là đã mai mốt làm nên là biết tính tiếp, nói vô đi. Nó còn say cả. Nắng nè này. Này vất vả lắm nhưng mà cuộc sống mưu sinh ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai đúng không cả nhà cho nên là mỗi người mỗi việc có những người thì mình thấy việc như vậy mà không có những người ta còn làm ở trên những cái độ cao như cây cột điện cao thế chót vót còn nguy hiểm. Rồi có một số việc giống như người ta đi móc cống rồi mình thấy dơ dãi hay vét rác rồi bụi bặm ô nhiễm rồi làm mấy người hóa chất hóa dung việc gì cũng phải cực khổ hết á. Bây giờ ai cũng phải chọn mỗi người mỗi việc sanh ra là mỗi người mỗi việc cho nên là đây được là nửa mái rồi còn nửa mái nó là hoàn thiện. Này máy này là 16 mét mấy gần 17 mét mua tôn mua sắt hết mình chỉ thi công công thôi mình chỉ thầu công thôi. Bữa nào ông đi lấy đi không đi bộ phải đi bắt mà tháng mưa đặt nhiều tháng mưa đặt năm nay là rất đầu tư thêm hạ cỡ 100 cái hơn 100 cái đi đặt luôn năm năm rồi đặt lên nông trường Phạm Văn Hai nè trời ơi biết nông trường đó không nghe ta nói rồi nhưng mà chắc mấy tay rồi chuyên nghiệp đang đặt hết rồi thì ta đặt nhưng cái đầu rộng mà tôi là địa bàn tôi đã thủ vậy hả Phạm Văn Hai là chạy lên trên trên núi đường tỉnh lộ 10 mình gì đây đi lên 1 phút mà tới à nói lên nông trường Phạm Văn Hai đây sát bên nè cho nó trồng tràm nhiều phải không rồi biết rồi thì nghe ta chỉ nhưng mà mình không biết nó đặt khu khu nào thôi nè, bỏ tải luôn đi qua cầu rút dán hả xuống máy thì bỏ thang hả giấc này nó đỡ rồi đó à. Nhưng mà lợp này giấc khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ mà xong cây que lợp đó sướng nhất nên nó lợp là khỏe không có bị rồi cuối cùng cũng xong lại làm trễ này làm xong 8 giờ mấy 9 giờ 8 giờ rưỡi nó làm xong đây là máy xếp luôn chứ không phải máy quên làm máy tôn mới phải làm máy xếp máy chiều mình quay là giờ hoàn thiện mai còn làm này là khúc ngoài chưa xong qua khỏi ánh đèn qua khỏi đám cửa.
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và hạnh phúc, ấm áp bên gia đình mình, người thân như cả nhà. Cả nhà xem video và thấy vui, thấy yêu mến thì đăng ký ủng hộ cho Hương Thảo một like nha. Nếu thương yêu thì chia sẻ dùng. Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Chúc mọi điều tốt lành.